Nina. No es Nina. Ay, también viene ahí. Thấp quá nha. Xin dừng lại. Được rồi. Nhưng mà không nhìn được cái sách này. Mình sẽ ra. Nó quá. Chẳng loa thế nhỉ? Rồi. Cái tí tí vậy hả? Ừ. Đấy thôi. Nhìn được là được. Có mặt tí nhìn thấy mặt. Những đường mà làm được. Tôi đi. Còn 10 phút thôi. Nhưng có mấy phút rồi sao? Có. Có cách gì? Cái khoảng đấy. Cách. Mình đang bắt đầu làm việc với các bạn ạ. Nó ánh sáng nó đảo nha. Đấy. Này nó không có cái cố định gì nhỉ? À, cần gì? Bảo cần gì cần không cần. Đeo số là... Nó tháng nào cũng vậy buồn cười nhỉ? Thôi, mình bắt đầu đi tô mây mà xin nước biển. Tôi cái này sẽ bị hơi nâu. Nghe màu xanh nước biển nè. Bên đó là màu xanh gì? Màu xanh dương à? Xanh da trời. Màu xanh dương, màu xanh da trời, màu xanh nước biển. Nó có nhiều tên gọi nữa không? Đã xong. Giờ mình sẽ tô đến một mặt trời. Tô này cái điện thoại không? Đỏ, đỏ quá. Mặt trời màu này giống hơn này. Màu gì? Ủa, mình sẽ tô đến cái bụi cỏ màu xanh lá cây. Biết kênh Thơ Nguyễn không? Biết. Đấy. Mỗi tháng mỗi video của nó nhận quảng cáo 200 triệu ấy. Nhận quảng cáo là gì? Một cái video nó quảng cáo ra hãng đồ chơi này. Ví dụ người ta muốn bán một cái mặt hàng này này, nó sẽ làm một cái video về cái đấy, nó chơi cái đồ đấy. Bẻ tắm, bẻ bơi, bẻ thao, hiểu không? Nó sẽ dùng cái đồ để làm. Đấy, rồi nó ghi tên công ty, nơi sản xuất, nơi bán. Mới à? Mới gì? Mới làm về cái đấy à? Trước thì chỉ quay video không đi. Ừ, trước là nó đầu tiên nó chưa nổi đúng không? Nó lấy tiền YouTube đúng không? Ừ. Đấy, sau là nó nổi rồi, bắt đầu là bọn kia nó thuê. Đấy, mỗi video nó nhận cả 100 triệu, ít nhất 100 triệu một cái video của nó. Nên nó nổi, còn tiền YouTube không á?
Trên YouTube mỗi tháng nó phải được tầm 4-500 triệu là ít. Ô vậy cái ông mà hay quay về nó là gì? Cái gì? Cái ông mà hay quay về nó ấy. Chỉ là phụ thôi. Cái gì anh gì rồi? Ôi mùi gì khét thế? Giết tiền. Đừng chảy cái gì? Nó làm từ mấy từ 2016 đây. Cuối 2016 bắt đầu. YouTube ở mình nó nổi bắt đầu nó em chỉ cần nói ấy với chơi đồ chơi trẻ con nó thích xem ấy. Vậy thôi. Biết là nói vậy thôi nhưng mà nói nó phải làm sao nó mới thu hút được bọn trẻ con chứ. Nói bình thường ấy, nó cứ nó thiếu một tí. Bắt đầu làm. Chỉ cần nói vậy thôi. Chỉ nói vậy thôi, nói mà không có sự thu hút hấp dẫn thì chả mà nó xem. Thế thêm người người tô và kể chuyện đi. Kể chuyện gì? Kể chuyện chú sói. Anh mang một kể chuyện chó sói đây cho em đọc. Đây, anh xếp xuống lại nhé. Vừa tô con vừa... chó sói lúc nãy không mở cửa ra. Vừa tô vừa kể chuyện đi. Sao cái này nó giống màu cam thế nhỉ? Chó sói và... anh biểu anh đừng trả đi. Có bỏ được không? Biết rồi chị và chị lên. Màu này tôi lâu kinh khủng luôn. Sao anh lại đi mua cái màu này về? Anh mua hết màu nào mua rồi. À, quay khoảng 10 cái video như vậy up lên kênh. Xong rồi là ấn đăng ký bật kiếm tiền. 3 ngày nó xét cho thì bán được 3,5 triệu. Mà nó không xét cho thì thôi, nghỉ luôn. Thì mình bị đầu tư một cái kênh đấy hết 700.000. Bán lại vẫn được 450 đến 500. Nếu mà nó không bật. Thế nó mua lại để làm gì? Đây nó up tiếp để nó trả bật. Một tháng sau nó sẽ cho đăng ký lại. 30 ngày sau vào đăng ký lại. Nó mua và nó up tiếp thì nó mua sẽ rẻ hơn. Đây, nó mua tầm 500.000. Nên nếu mà cái kênh của mình video vlog mình được quay ấy, view Hollywood ấy, đấy, thì mình bán vẫn được 500.000. Tại vì cái view Hollywood này mình tự chạy được nó rẻ. Có 300.000 nè. Còn đi thuê bọn nó thì mất 1 triệu cơ. Mình nhận chạy cũng được. Nhưng mà không làm hết thì chạy cho của mình thôi. Nếu mà mình không làm kênh bật kiếm tiền thì anh chạy thuê tháng bởi vì chạy được vài chục. Nhận một kênh từ 1 triệu đến 900 nghìn một kênh. Nhưng chạy thuê thì đỡ phải đầu tư. Nó được ít, tại vì cái nó AdWords này nó chạy chậm á, lần này là mỗi kênh chạy lại được. Ngày trước là anh nhận 1,5 triệu. 1,5 triệu một kênh luôn. Chạy hết các bạn chẳng để lại một kênh 1,2 triệu. Bây giờ bọn nó chạy nhiều ấy, làm nhiều thì mình nhận 900 800. Mỗi kênh lãi được tầm 600 500 600 nghìn một kênh. Chạy 10 kênh thì khoảng 1 tuần. Tháng chạy được tầm 30 kênh. Mình chạy cái đấy mình không mất gì đúng không? Ừ. Mình chỉ mất thời gian thôi. Cũng chẳng gì. Tôi mua nền vào cái AdWords cài đặt cho nó chạy thôi. Bên này nó phải có nhiều cách nữa. Nhiều nó làm này chúng nó biết nhiều cách lắm. Biết làm biết chạy đấy. Nhưng còn nhiều.
nó bị ngấm sang trang sau rồi. Nó bị thấm, nó có nhiều cái màu sáp. Dạ không ạ. Chắc là gần đây sao ạ? Thì nhạc to. Chắc mùng 1 họ cũng cưới nhỉ?
quá nên đã 15 phút rồi.